Chào các bạn. Tôi thông báo anh em rằng từ nay, tôi sẽ không ra video về FF được nữa. Không phải vì tôi không muốn làm hay gì. Lý do thật sự là hôm 30 tháng 8 năm 2022 sau khi đăng clip, khoảng chiều lúc 4:05 gì đấy, một trận sấm không mưa cực lớn, tiếng sấm nổ to hơn cả Tom Nguyên Tử mặt cười. Âm thanh ấy khiến tôi giật cả mình. Chưa dừng lại ở đó, sấm cứ liên tục nổ ra. Chốt kèo ở pha sấm với lần số SZ cộng 999.999.999. Cũng do tiếng sấm đấy, trong khi đeo tai phone, đã xuất hiện một hiện tượng kinh hoàng. Ngay bàn gaming của tôi nổ một cái đùn. Tôi hoảng hồn chạy thì ùa lộn, tôi ngồi ngay đó và đang đeo tai phone. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Dây tai phone của tôi bị nổ. Hôm sau khi sử dụng lại thì tai phone của tôi vẫn nghe được. Nhưng cái mic của tôi đã hư mất rồi mà. Đó là lý do tôi có thể làm clip nữa. Vì bình thường tôi hay nói cho y nghe. Còn bây giờ câm nín luôn. Chỉ là quay trên PC cô có mic thôi. Nên tôi chuyển qua Dirty để nói. Từ nay bỏ Free Fire trên máy tính qua. Tính livestream mà cô có mic. Đã ngoè rồi còn khổ. Cái tai phone duy nhất cũng xui thay. Nên các tín đồ thông cảm cho tôi. Bye. We don't have our reasons, yeah, but we just keep on going up and down.